đói bụng không con? Yến, đói không? Nha, mẹ đi chợ mua gì về cho Yến ăn nha. Nha, mẹ mua gì về cho mày đứa ăn. Ở nhà mẹ đi mua gì về cho ăn nha. Nha. Thank you.
chứ mẹ rớt đem ra chợ cho mẹ luôn hả? Giỏi vậy luôn hả? Không lẽ mẹ phải đi về nhà lấy tiền rồi. Giỏi. Giỏi ha. Đi xúc giỏi chứ.